Một tràng pháo tay thật lớn cho chị Tư được không ạ? Tư ơi. Ơi. Hôm nay trời ơi, chị lịch lãm mà chị sang trọng quá chị Tư à. Ủa, vậy bình thường không có lịch lãm, bình thường không có sang trọng. Không phải, hôm qua hôm nay em mới thấy chị mặc cái đầm đen này nè, em thấy cái nét gọi là lịch lãm huyền bí trong chị. Ý là nói kế bên mình là mình cũng đang lịch lãm và huyền bí phải không? Dạ em thua. Đùa gì không? Thì thật sự là hôm nay lịch lãm, tại vì thường thường á cũng thấy tính quậy quọ lắm, rồi mặc đồ nói chung là cũng sơ mi quần tây bình thường thôi. Hôm nay thì thấy cũng hơi lạ luôn á. Dạ bởi vì hôm nay em có một cái cơ hội rất lớn, đó là được đứng đây để làm MC cho chương trình của chị Tư. Cho nên cái cơ hội gọi là có 1 không 2 thì em phải tranh thủ, em cũng phải diện lên để cho người đời biết em có cái tố chất của người đẹp chứ chị. Ôi. Không, rất là duyên dáng và đẹp. Thử hỏi khán giả đây coi. Đẹp quý vị không ơi, quý vị thấy hôm nay Hữu Tính nhìn có đẹp và duyên dáng không ạ? Chị Tư ơi, hôm nay bây giờ em xin phép em hỏi chị những cái câu hỏi nó hơi đời tư chút xíu được không chị? Câu gì ạ? Dạ hỏi không có, đơn giản thôi. Đó là về cái gu ẩm thực của chị Tư. À, ẩm thực. Dạ, để mà chị Tư giữ được cái vóc dáng gọi là thon gọn đẹp như vậy, để em về em có thể học hỏi, để em giữ dáng của em. Mới nghe hỏi cái gu ẩm thực, tưởng là Tư ơi, gu ẩm thực của chị Tư là sao? Tại vì em mới vừa mở một số nhà hàng, em sẽ gửi chị mời cái voucher để đi ăn. Dạ em không phải anh Nguyên Khang. Anh Nguyên Khang anh giàu lắm, anh mở mấy cái nhà hàng lận. Còn em là cái người đi ăn thôi à. Ok không. Thực ra thì Ly rất là đơn giản là Tính ơi. Dạ. Ly thích ăn bờ ăn bụi, gọi là ăn bờ ăn bụi đó. Ẩm thực thì hầu như là Ly chỉ thích ăn về những cái món giống như là đặc biệt đó, giống như hai người nghệ sĩ mình ai cũng vậy, cốc mà ổi mía ghim hoặc là ngao sả ốc hến đó, những cái đó thì mình ăn thì mình thích hơn và nó đỡ ngán. Còn những cái như là dầu bơ mỡ ngọt đồ thì không phải là kiêng nha, mà thực sự là không có ăn được, khó ăn lắm, ăn vô là kiểu như là nó mau ngán liền á. Ly ăn dễ lắm. Chẳng hạn các loại mắm như bún mắm, bún riêu, bún bò đó, thí dụ vậy đó, thì mấy cái đó ăn ngon, cái đó thích lắm. Vậy thì về cái thị trường ốc thì sao chị Thư? Nó có phải là món ăn yêu thích của chị không chị? Chắc chắn luôn, nhưng mà lại thích ăn mộc nha quý vị. Có nghĩa là thí dụ như là mình chỉ luộc, hấp, rồi mình chấm muối tiêu chanh hay cái gì đó. Chứ còn những cái mà pha chế như giờ hay có bơ, rồi phô mai, thì cái đó thì lâu lâu tí xíu thôi. Chứ còn phô mai là kỵ lắm. Chẳng hạn như thấy mọi người thích ăn mấy cái hàu phô mai, nướng phô mai nè. Với lại ăn không được. Dạ răng mực bơ đồ đó. Trời ơi em cũng có nghĩa là em sợ mấy món chị. Lâu lâu em mới ăn một lần. Là sợ là tại ăn không được hay là sợ bị béo? Dạ sợ ăn hoài hết tiền. À vậy. À chị Tư, em được gọi là giống như là tình báo gì đó, các fan của chị Tư nói rằng là chị Tư là một người gần như là không có ăn đêm ở nhà luôn phải không chị? Ai vậy? Fan nào đâu chị coi. Dạ đông dữ lắm. Đông dữ lắm, lập ra hẳn một hội mà chị. Không có ăn đêm ở nhà là sao không hiểu? Có nghĩa là chị thích ăn ở ngoài hàng quán, đúng không? À, không phải là thích ăn, không phải là không ăn đêm ở nhà mà là cái thói quen là, thí dụ như Ly, cái thói quen này không phải do Ly. Dạ. Mà do cái người kia áp đặt cho Ly. Cái người kia áp đặt. Có nghĩa là Ly chỉ ăn trưa với gia đình là ở nhà, cơm nhà thôi. Hầu như là cơm chiều không có ăn ở nhà. Tại vì cứ hai người cứ chở nhau đi, cứ là đi giống như là đi ăn hàng quán ngoài đường đó. Tức là nó thành cái thói quen từ lúc mà lâu lâu lắm rồi, từ lúc mà quen ông chứ tới phải chưa lấy luôn tới bây giờ. Dạ. Thì cái lý do của người ấy nói rằng là buổi chiều không thích ăn cơm nhà là tại vì đi ra ngoài đường, chẳng qua là không phải là ăn món ngon vật lạ mà là để xả stress, tức là chạy vòng vòng cảm thấy thoáng mát đó. Thật mà nó thành cái thói quen luôn, hai mấy năm nay nè là dạy ăn vậy không à. Chứ không phải là không thích ăn cơm nhà. Dạ có nghĩa là thay vì mình vô những cái nhà hàng lớn đôi lúc mình lại không có thấy thoải mái bằng là mình đi giống như đi phượt vậy chứ. À, đi phượt đúng rồi, chỗ đúng này rồi. Phượt, đi bụi chỗ gọi là đi bụi ăn. Ừ đúng dạ, rồi. Em còn nghe nói anh Minh Vi hình như là một cái người mà coi như ảnh sành ăn, ảnh là thần ăn hả chị ha? Ông nổi tiếng rồi. Có nghĩa là đi tới đâu là ảnh biết được
coi như là cái con đường đó, đặc sản của cái vùng miền, cái vùng miền đó, rồi con đường đó hẻm hóc như thế nào là anh vô tới nơi luôn hả chị? Tại vì ổng có một cái là ổng không có uống bia, uống rượu, thuốc, cà phê. Nhưng mà gọi là cái thú vui của ổng đó là về ẩm thực và nghiên cứu các món ăn. Cho nên là những cái món ăn ngon ở hẻm hóc hoặc là mỗi lần mình đi tỉnh á, thì hầu như là, ví dụ mà đi một ngày á quý vị, không bao giờ mà có cái vụ ăn cơm đâu nha quý vị. Là phải tới ngày thì phải đến cái đặc sản ở vùng miền đó, nó có cái món này, cái món này, cái món này, là phải đi ăn những cái món đó chứ không có ăn cơm. Đó không được ưu tiên. Và Ly nhớ có một lần là cả gia đình Ly cùng đi Hà Nội diễn, nhưng mà thường thường là mình diễn á, dẫn bầu đoàn thê tử, gia đình đếm đi chơi vậy đó. Cho nên là đi xong hết tiền đó, tức là một người hát mà 6 người đi á quý vị. Xong rồi ra ngoài đấy á, là bữa đó ở cũng lâu, cũng khoảng chừng 5-6 ngày. Nhưng mà ăn đúng một buổi cơm thôi, mà là cơm rang của Hà Nội đấy. Là đúng một buổi cơm rang mà cơm rang cải chua đấy. Cơm rang dưa bò. À đấy, cải dưa bò, cải chua đấy. Là chỉ được ăn đúng một lần. Tại vì những ngày kia là nè, phở gà nè, phở bò nè, bún chả hàng mành nè, bún đậu mắm tôm nè, bún dọc mùng nè, nói chung là tất cả là miếng lương chẳng hạn. Thế nên là không được ăn cái cơm chính thức, hoặc là bùa câu quay nướng nè, đó, đã thế vậy đó. Cho nên là tất cả các vùng miền đi đâu ảnh cũng có cái món ăn để ăn hết, quen luôn. Hay và đất, đặc biệt là rất là ngon, bụi nhưng rất là ngon. Thích quá. Chị mai mốt chị đi á, chị dắt em theo chứ, 6 người thì 7 người cũng vậy à. Em theo em phụ chị, em xin ăn ké. Nói vậy là ở đằng kia người ta cũng nghe rồi đó. Dạ, em nhắc khéo. Em cũng thích, em ước gì cuộc đời em cũng được đi đây đi đó thưởng thức món ngon, rồi vừa mình kết hợp đi làm nữa thì quá tuyệt vời. Đúng, phải chị Tư ha? Đúng, kết hợp đi làm. Rồi thì bây giờ xin phép được trả chị Tư vào trong để chị Tư thay đồ và tiếp tục cái phần trình diễn sau của mình. Một tràng pháo tay nữa cho chị Tư của chúng ta được không ạ? Trời làng chia ly những khi còn chung